Tiểu thuyết Sappho, tác giả Alphonse Daudet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Và đây là cách mà ông ta làm. Ngày hôm trước đám cưới, vào ngày 15 tháng 8, ngày lễ hội, César đề nghị cô bé đi câu để có cá chiên ở Yvette. Cô bé Bess phải đến gặp họ để ăn tối và cả ba người sẽ ra về vào tối hôm sau khi Paris đã bốc hơi mùi bụi, mùi xe cộ và mùi dầu của những chiếc đèn lồng. Thế là ổn. Cả hai nằm dài trên cỏ bên bờ sông nhỏ rung động và chiếu sáng lấp lánh. Những bờ thấp tạo nên những đồng cỏ rất xanh và những cây thùy liễu rậm lá. Sau khi câu là tắm, không phải lần đầu tiên mà họ bơi chung, Paula và ông như hai người bạn trai tốt, như bạn đồng hành. Nhưng ngày hôm đó cô bé mọt nát, tay chân để trần, tấm thân ả sập của cô như đúc khuôn, khiến quần áo ướt đẫm ép sát khắp nơi. Có lẽ ý nghĩ rằng cuộc bơ bét cho cô ấy hoàn toàn tự do. À, cô bé tinh ranh, cô quay lại nhìn vào mắt ông nghiêm khắc. Ông biết đây, xe, đừng quay lại nữa. Ông không nài nỉ thêm, sợ hỏng việc và tự nhủ sẽ là sau bữa ăn tối. Rất vui, bữa ăn tối trên ban công bằng gỗ của lữ quán, giữa hai lá cờ mà ông chủ đã cắm để tôn vinh ngày 15 tháng 8. Trời nóng, những đồng cỏ khô rất thơm và người ta nghe tiếng trống, tiếng pháo, nhạc của phường hát đang chạy dọc đường. Anh ta có rầy rà không, anh cu bơ bét này? Mà mai mới tới, Mognas nói, duỗi tay với một ánh rượu xăm banh trong mắt. Tôi muốn vui đùa tôi vào tối nay, và tôi cũng vậy. Ông đến tựa vào bên cạnh nàng trên lan can ban công, vẫn còn nóng bỏng ánh mặt trời trong ngày, và ngấm ngầm thăm dò. Ông quàng tay qua người cô. Ôi Paula, Paula! Lần này thay vì nổi giận, ca sĩ phá lên cười, nhưng rất mạnh, rất hể hả, nên rốt cuộc ông cũng làm như vậy. Khuynh hướng cũng bị đẩy ra theo cùng một cách. Buổi tối khi từ lễ hội về nơi đó, họ đã khiêu vũ, rút bánh hạnh nhân, và vì phòng của họ gần nhau, nàng hát cho ông nghe qua vách ngăn. Anh quá nhỏ, anh quá nhỏ, về đủ thứ so sánh gây mất lòng giữa ông và cô Popes. Ông cố kềm nén để không trả lời, gọi cô là quá phụ mọt nát, nhưng vẫn còn quá sớm. Ngày hôm sau, thí dụ khi ngồi trước một bữa ăn trưa ngon, trong khi Paula nôn nóng và lo lắng, cuối cùng vì không thấy người đàn ông của mình đến, vì với một vẻ hài lòng nào đó, ông rút đồng hồ và long trọng nói, 12 giờ trưa, thế là xong. Gì cơ, anh ấy đã cưa vợ. Ai, cô Bobes, xong rồi. À, bạn ơi, thật là một cái tác. Trong tất cả những cuộc phiêu lưu tán tỉnh của chú, chứ chưa bao giờ nhận thứ gì tương tự. Và ngay lập tức cô nàng muốn ra đi, nhưng không có xe lửa trước 4 giờ. Và trong thời gian đó, kẻ phản bội chạy nhanh theo đường ray PLM về phía Ý với vợ anh ta. Thế là trong cơn điên giận, cô ta trả đũa, đâm vào chú bằng nhiều đòn và móng vuốt. Cơ may này, chú đã nhốt hai người bằng cách khóa cửa, rồi cô ấy đập chén dĩa và rơi vào một cơn khủng hoảng thần kinh khủng khiếp. Lúc 5 giờ, người ta mang cô ấy lên giường, người ta giữ lấy cô, chú thì trầy xước hết, như thể chú vừa chui ra khỏi một bụi rậm gai. Chú chạy đi vì tìm vị bác sĩ ở Orsay. Trong những vụ đó, cũng như trên đất đai, luôn phải có một bác sĩ ở với cháu. Cháu thấy không, đi khắp đường xá, bụng đói và nắng nôi, trời đã khuya khi chú đưa bác sĩ về. Bỗng nhiên khi đến gần lữ quán, có tiếng rì rầm của đám đông, họ tụ họp với các cửa sổ. À, chúa tôi, cô ấy tự tử chăng? Cô ấy giết ai đó chăng? Giữa mọt rác vậy thì giống hơn. Chú lao vào và thu thấy gì đây? Ban công biên thành những chiếc đèn bão Venice và nữ ca sĩ đang đứng được an ủi và bảnh bao, cuộn mình trong một lá cờ và gào lên bài Marseillaise trong lễ hội hoàng gia. Phía trên đám dân chúng đang vỗ tay hoan nghênh. Thế đây cậu bé của chú, đó là cách kết thúc mối quan hệ của cuộc bơ bét. Chú không nói rằng chuyện đó chỉ kết thúc một lần, sau 10 năm xuyên xích luôn phải canh chừng một chút, nhưng cuối cùng người mạnh nhất đã chuyển qua cho chú, và chú nhận nhiều cũng như cháu nếu cháu muốn. À chú à, đó không phải cũng là một kiểu đàn bà. Nào nào, Sia nói và mở gói xì gà mà ông đưa đến gần tay để chắc chắn chú khô rồi. Cháu đâu phải là người đầu tiên rời bỏ cô ta. Tuy nhiên đúng thế, và săn bắt kịp câu này một cách sung sướng mà vài tháng trước chắc chàng sẽ rất chán nản. Thật ra ông chú và câu chuyện hài hước đã trấn an chàng phần nào, nhưng điều mà chàng không chấp nhận được là lời dối trá kép trong hàng tháng, sự đạo đức giả ấy, sự chia sẻ ấy,
chàng không bao giờ giải quyết được và chỉ chờ đợi đã lâu. Thế thì cháu thướng làm gì? Trong khi chàng ra dùng giấy, trong những nỗi bất nhất, thành viên của hội đồng cảnh giác vu phản râu, cố gắng cười nụ những tác động, những cái gật đầu, rồi với một vẻ hờ hững: ông ta ở cách đây có xa không? Ai kia? Những tài nghệ sĩ ấy, ta cao đan mà cháu đã nói với chú, để làm tượng bán thân. Người ta có thể nói đến các giá cả với ông ấy khi người ta ở chung. Cao đan dù nổi tiếng, lại là kẻ xài tiền rất nhiều, luôn bận rộn ở xưởng đường Assas, nơi ông có những thành công đầu tiên. Xe vừa đi đến đó, vừa hỏi thông tin về giá trị nghệ thuật của ông này. Ông coi trọng giá cả chắc chắn, nhưng các quý ông ở quỹ ban cứ muốn có một tác phẩm hàng đầu. Ôi, đừng sợ gì cả, thưa chú, nếu Cao Đan muốn lãnh việc này, và chàng liệt kê những danh hiệu của điêu khắc gia, nào là thành viên viện Hàn Lâm, cô bắt đầu bội tinh và một loạt quân chương nước ngoài. Fena mở to mắt, và hai người là bạn bè, bạn rất thân, ở Paris không kém, người ta có những mối quen biết thật đẹp đẽ. Gosset hơi xấu hổ khi thú nhận rằng Cao Đan là tình nhân cũ của Fanny và nàng khiến cho họ có mối quan hệ với nhau. Nhưng có thể nói là Cese đã nghĩ tới điều đó. Chính ông ta là tác giả của bức tượng Sappho của chúng ta ở Castellet sao? Vậy ông ta biết tình lương của cháu và có thể giúp cháu cắt đứt. Diễn Hàn Lâm bắt đầu bội tinh, điều đó luôn gây ấn tượng cho một người đàn bà. Rằng không trả lời, chàng cũng nghĩ có lẽ nên sử dụng ảnh hưởng của người tình đầu tiên này. Và ông chú lại nói tiếp với nụ cười sải lởi: nhân tiện cho biết đấy, tượng đồng không còn quý báu ở chỗ cha cháu. Khi Devon biết, khi chú rủ ra nói cho cô ấy biết tượng đó thể hiện tình lương của cháu, cô ấy không muốn bức tượng ở đó nữa. Với tật xấu của ngài lãnh sự, ngài khó mà chịu thay đổi, điều đó không thuận tiện, nhất là không thể để ngờ vực nguyên nhân. Ôi đàn bà, cô ấy đã khéo léo thu xếp để giờ đây ông cha ngồi chém chệ trên lò sưởi của cha cháu, và là Sappho đáng thương đang bị bụi gặm nhấm trong phòng gió với những thanh giác củi và bàn ghế cũ không sử dụng được nữa. Thậm chí cô ấy đã nhận được một ác chủ bài trong việc vận chuyển cái búi tóc gãy và cây đàn lia không vững nữa. Sự hằn thù của Devon chắc là đã mang lại bất hạnh cho pho tượng. Họ đến đường Assas, trước vẻ khiêm tốn và lao động của khu đô thị nghệ sĩ này. Những cái xưởng có cửa được sửa sang lại và được đánh số mở ra ở mỗi bên của một cái sân dài mà kết thúc những tòa nhà tầm thường này là một trường học. Trong xá có những giai điệu tập đọc bất tận. Ông chủ tịch dùng đất trũng lại nghi ngờ về tài năng của một người cư ngụ tại một nơi tầm thường như thế. Nhưng ngay khi vào nhà Cao Đan, ông biết nên coi trọng điều gì. Không phải 100.000 quan, không phải 1 triệu. Nhà điêu khắc hét lên khi nghe câu đầu tiên của Gosset và nhấc tấm thân to lớn khỏi trường kỷ nơi ông nằm duỗi dài giữa sự mất trật tự và buông thả của xưởng. Một bức tượng ban thân, à tốt, dân, nhưng hãy nhìn đằng kia, những mảnh thạch cao dở dụng ra hàng ngàn mảnh, gương mặt tôi ở phòng khách sắp tới mà tôi vừa dùng chùy phá hủy. Đó là trường hợp mà tôi làm về tượng điêu khắc, dù có cái đầu như ông đây. Gosset đặt mang đi, chủ tịch. Ông chú tập hợp đủ thứ tước hiệu, nhưng có qua nhiều. Cao Đan ngắt lời ông và quay về phía chàng trai. Cậu nhìn tôi xem, Gosset, cậu thấy tôi già đi à? Đúng thật là ông ở đúng tuổi của mình trong ngày tàn, nhìn trên cao dưới vết sẹo dài ở trên mặt, những chỗ hổm sâu và xây xát trên cái đầu ăn chơi và làm việc kiệt sức, cái bồn sư tử để lộ những chỗ sơ của tấm thảm cũ, gò má lủng lẳng và nhão nhẹt, và hàng ria có sắc độ kim loại phai màu mà ông không buồn uốn xoăn hay nhuộm màu, có ích gì chứ? Cusina, cô người mẫu nhỏ bé vừa ra đi, phải bản thân với cái khuôn của tôi, một kẻ man giả, một kẻ thô lỗ, nhưng 20 năm, âm điệu giận dữ và nhạo báng, ông đi tơi đi lui trong xưởng, lấy uổng đẩy chiếc ghế đẩu đang ngăn cản bước chân ông, bỗng nhiên dừng lại trước tấm gương của dây hoa leo bằng đồng phía trên và ghế trường kỷ. Ông ngâm mình và nhăn nho khủng khiếp: có phải tôi xấu xí bị tàn phá như những sợi dây thừng, như cái yếm của con bò cái? Ông nắm lấy cổ mình, rồi với một âm điệu thảm não và hài hước tiên đoán trước của một ông già bảnh bao đang khóc: à, hãy nói rằng tôi sẽ tiếc những điều đó vào năm tới. Ông chú vẫn hoảng sợ:
ông viện sĩ Hàn Lâm này le lưỡi đi kể những chuyện tình yêu thấp hèn của mình. Vậy ra có những kẻ khùng khùng khắp nơi, ngay cả ở viện Hàn Lâm, và lòng ngưỡng mộ của ông với dĩ nhân này giảm đi khi ông có cảm tình với tính tình yếu đuối của ông ta. Fanny thế nào rồi? Cậu vẫn luôn ở Savin chứ? Thình lình Gauda nói, dịu lại và đến ngồi bên cạnh Gossan mà ông thân mật dỗ dai. À, Fanny đáng thương, chúng tôi không sống chung với nhau lâu nữa. Cậu đi à? Phải, sắp rồi, và trước đó tôi cưới vợ, tôi phải rời cô ấy. Điêu khắc gia cười hung hãn, hoan hô, tôi rất hài lòng. Hãy trả thù cho chúng tôi, cậu bé, trả thù cho chúng tôi về những cô nàng lẳng lơ ấy. Hãy bỏ rơi họ, lừa dối họ. Và họ sẽ khóc, bọn khôn ấy. Cậu không bao giờ gây cho cô ta nhiều nỗi đau bằng cô ta đã làm với những kẻ khác đâu. Chú xe đắc thắng, cháu thấy không? Ông đây không cho vấn đề quá bi thảm như cháu. Ông hãy hiểu cho đứa cháu vô tội này. Điều đã giữ nó lại không đi là sợ cô ta tự tử. Rằng thu nhận rất đơn giản cảm giác đó do vụ tự tử của Dislet gây ra. Nhưng đó không phải là cùng một chuyện, Cao Đan nhanh nhảo nói. Cô gái đó là một ả buồn bã, có đôi tay buông xuôi. Một con búp bê tội nghiệp thiếu cám. De Celeste đã sai lầm khi nghĩ rằng cô ta chết vì ông ấy. Một vụ tự tử vì mệt mỏi và chán sống. Trong khi Sappho, à phải, tự tử. Cô ta qua yêu tình yêu và sẽ cháy đến cùng, cháy đến đĩa nến. Cô ta thuộc nòi giống của những diễn viên chính, không bao giờ đổi vai. Và cuối cùng rụng hết răng, không còn lông mi trong lớp da của vai chính trẻ. Hãy nhìn tôi xem liệu tôi có tự tử không. Dù tôi có buồn khổ cũng thế thôi. Tôi biết rõ rằng cô gái nọ ra đi, tôi sẽ bắt bộ với một cô khác. Tôi luôn phải thế. Tình nương của cậu sẽ làm như tôi, như cô ấy đã làm. Chỉ là cô ấy không còn trẻ nữa và sẽ khó khăn hơn. Ông chú tiếp tục đắc thắng. Cháu yên tâm rồi chứ? Rằng không nói gì. Những nỗi ái nái của chàng đã thua và quyết tâm của chàng đã chắc nịch. Họ đi thì điêu khắc gia gọi họ lại để chỉ cho họ một tấm hình vừa nhặt được trong bụi trên bàn và ông lấy tay áo mà lao. Này, cô ấy đấy, có phải cô ta rất xinh, cô ta lẳng lơ khi quỳ gối trước, cặp đùi này, cổ họng này và thật đối lập khủng khiếp giữa cặp mắt nồng nàn, giọng nói say đắm. Với sự run rẩy già nua cùng những ngón tay to như dao phết nơi hình ảnh mỉm cười rung lập cặp với nét duyên của cặp đồng tiền động nệm của Cucina, cô người mẫu bé bỏng. 11 La Mã. Là anh à, anh về sớm thế. Nàng đến từ cuối giường, chiếc áo đầy táo rơi và lên thềm rất nhanh, hơi lo lắng vì vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa sẵn sàng của tình nhân. Có chuyện gì vậy? Không có gì, không có gì. Là thời tiết này, ấm mặt trời này, anh muốn tranh thủ ngày đẹp cuối cùng để đi một vòng trong rừng. Cả hai ta, em có muốn không? Nàng có một tiếng reo trẻ thơ đường phố quay lại mỗi lần. Nàng hài lòng. Ôi, đến đây. Đã hơn một tháng họ không ra ngoài, bị những cơn mưa nhốt lại, những cơn giông tháng 11. Người ta không luôn vui thích ở miền quê như sống trên tàu với bà gia súc của ông Noel. Nàng có vài dặn dò trong bếp vì gia đình Hetema sẽ đến ăn tối, và trong khi chàng chờ nàng ở bên ngoài, trên đường dễ binh, răng nhìn căn nhà nhỏ được sưởi ấm bằng ánh nắng dịu dàng cuối mùa hè. Con đường ở thôn quê có những mảnh đá lát rộng phủ rêu, với lời từ biệt trên mắt, ôm siết và chan chứa kỷ niệm với những nơi mà chúng ta sắp rời xa. Cửa sổ phòng mở lớn để lộ ra bài luyện giọng của chim hoàng oanh, xen kẽ theo thứ tự của Fanny và bà giúp việc. Nhất là đừng quên lúc 6 giờ rưỡi. Trước hết, bà sẽ dọn món gà gô. À, tôi đưa khăn bàn cho bà. Giọng nàng ngân gian, trong trẻo, vui sướng giữa tiếng kêu lách tách trong bếp và tiếng kêu nho nhỏ của con chim la hét như ánh mặt trời. Và chàng biết rằng cặp đôi của họ chỉ còn 2 giờ để sống chung. Mọi chuẩn bị lễ hội này khiến chàng xe thắt tâm can. Chàng thèm quay vào, nói hết với nàng, nói một hơi, nhưng chàng sợ những tiếng la hét của nàng, sợ cảnh kinh hoàng khiến láng giềng nghe được. Một vụ tai tiếng kích động cả vùng hạ và thượng Savin. Chàng biết cách tháo củi sổ lòng chỉ liên quan đến nàng và bám lấy ý định đưa nàng vào rừng. Này, em ở đây rồi. Nhẹ nhàng, nàng khoác tay chàng, cảnh báo cho chàng, nói khẽ và đi nhanh khi bước qua nhà láng giềng, e sợ rằng Olem muốn đi theo và làm phiền chuyến đi của họ. Nàng chỉ yên tâm khi đã vượt qua mặt đường đá lát và dòm đường sắt,
Khi lão đã rẽ sang trái vào rừng thưa, thời tiết dịu dàng có tia nắng, ánh mặt trời lọc qua một màn sương mù vàng bạc và bền bồng. Tắm cả bầu không khí, bám vào khu rừng thưa có vài cái cây giữa những chiếc lãng vàng ống còn trên cành, giữa những chiếc chỗ tiếng ác là, những gói tầm gửi xanh ở trên cao, người ta nghe một tiếng chim kêu liên tục, tiếng kêu như tiếng dũa và những nhát mỏ gõ trên gỗ đáp lại tiều phu khi chặt cây. Họ đi chậm chậm, ghi dấu bước chân trên đất mềm qua những cơn mưa thu. Nàng nóng lên vì đi quá nhanh, gò má nóng bừng, mắt sáng ngời, dừng lại để lấy tấm khăn tròn vàng ống, một món quà của Rosa mà nàng khoác lên đầu cho bảm bảo khi ra ngoài. Mảng còn lại mong manh và đắt giá từ những nét huy hoàng trong quá khứ, chiếc áo dài mà nàng mặc, một chiếc áo đáng thương bằng lụa đen, sờn ở dưới cánh tay, bó sát người. Chàng đã thấy nàng mặc từ 3 năm nay, và khi nàng vén áo lên, khi đi qua trước chàng, vì một vài vũng nước, chàng thấy những gót của đôi ủng cổ ngắn quay lại. Vì nàng đã chịu đựng vui vẻ cảnh nghèo thanh đạm này, không tiếc nuối, cũng chẳng than phiền, lo cho chàng, lo cho sự thoải mái của chàng, chưa bao giờ sung sướng hơn khi chạm vào chàng. Hai bàn tay áp vào cánh tay chàng, và sang tự hỏi khi nhìn nàng trẻ lại dưới nắng mới và trong tình yêu, rằng nàng tràn ngập nhựa sống trong một tạo vật như thế, có khả năng quên lãng và tha thứ tuyệt vời để giữ lại niềm vui vô cư sau một cuộc đời đầy đam mê ngang trái và nước mắt. Tất cả những điều đó in dấu trên mặt nàng, nhưng xóa nhòa đi khi có chút bừng nở vui tươi. Đó là nắm xếp. Em nói với anh rằng đó là nắm xếp. Nàng vào dưới rừng, dùi sau người đến đầu gối trong những chiếc lá chết, quay về tóc xõa tung và rối bù vì những cây gai, và chỉ cho chàng cả hệ thống dưới tay nắm để phân biệt đó là nắm xếp thật hay giả. Anh thấy đấy, nó có lớp vải tuyên. Chàng sắp quyết định và ở ngã rẽ ở của một lối đi, ai đó xuất hiện và quấy rối họ. Người gác rừng Oscar mà họ đã có đôi lần gặp gỡ, tình quỷ khôn khổ cứ liên tục mất mát trong căn nhà nhỏ trong rừng mà nhà nước đã cấp cho anh ta bên bờ ao. Hai đứa trẻ rồi vợ anh ta là luôn là những con thỏ rừng tai hại. Ngay khi có vụ tử vong đầu tiên, các bác sĩ đã tuyên bố chỗ ở không đủ vệ sinh, quá gần nước và khí độc thoát ra từ đó. Và dù có nhiều chứng nhân, những lời ghi chú bên lề, người ta đã để nhà ở đó 2 năm, 3 năm là thời gian để mọi người thân của anh ta chết hết, trừ một cô bé mà anh ta mới cho ở trong ngôi nhà mới ở ngõ vào rừng. Hoshikot có gương mặt của một người Bretan cứng đầu, mắt sáng và can đảm, dần trán ẩn dưới chiếc mũ kết đồng phục. Một kiểu người trung thành, mê tín với mọi giới luật, có dây đeo súng trường trên vai, còn vai kia là cái đầu ngủ gục của con anh ta mà anh ta cõng theo. Con bé thế nào? Fanny hỏi, mỉm cười vì cô bé 4 tuổi, nhợt nhạt và suy sút vì bị sốt. Vừa thức dậy, mở to, cặp mắt viền hồng. Người gác rừng thở dài, không khá lắm. Tôi hoài công đưa nó đi khắp nơi với tôi, thế mà nó không ăn nữa, nó không thèm ăn món gì hết. Phải tin rằng đã quá trễ để thay đổi không khí và nó đã bệnh. Cháu nó rất nhẹ, và xem, người ta có thể nói đó là một chiếc lá, một ngày nào đó nó sẽ bỏ đi như những người khác, chúa lòng lành. Chữ chúa lòng lành thật khẽ, nói trong ria, là tất cả sự phản kháng của anh ta chống lại sự tàn bạo của các gian phòng và bọn cạo giấy. Con bé run kìa, ta có thể nói nó lạnh, đó là cơn sốt thưa bà. Chờ đã, chúng ta sẽ sưởi ấm cho nó. Nàng lấy chiếc khăn tròn đang treo trên cánh tay mình và quàng cho đứa bé. Cứ để thế, sẽ là tấm khăn voan cô dâu cho con bé sau này.